Xin chào các thầy cô Hôm nay mình xin hướng dẫn các thầy cô cách sử dụng Google Classroom là một ứng dụng tổ chức và quản lý lớp học Với Google Classroom thầy cô có thể tạo lớp học giao bài, chấm bài và trả bài thông báo, nhận phản hồi, chia sẻ và lưu trữ các nội dung tài liệu theo dõi kết quả học tập So với các ứng dụng tổ chức và quản lý lớp học khác thì cá nhân mình thấy Google Classroom là ứng dụng dễ sử dụng hơn cả vì giao diện rất thân thiện. Mặc dù đơn giản nhưng có khả năng tích hợp vượt trội với rất nhiều tiện ích khác sẵn có trong hệ sinh thái mạnh mẽ của Google. Để sử dụng Google Classroom, giáo viên và học sinh có thể truy cập nhanh chóng bằng trình duyệt web hay ứng dụng trên điện thoại để được cập nhật thông tin lớp học mọi lúc mọi nơi. Video hướng dẫn này sẽ giải thích các cách sử dụng và thao tác cần biết dành cho các thầy cô cũng như minh họa giao diện ứng dụng từ phía học sinh. Thầy cô hãy tham khảo một lục thời gian ở phần mô tả của video để được chuyển nhanh đến nội dung mà mình quan tâm. Để sử dụng Google Classroom, trước hết thầy cô đăng nhập vào địa chỉ email thuộc nền tảng Google. Nên dùng email của trường học thường có đuôi edu.vn. Sau đó ở trang chủ Google bấm vào ký hiệu này, tìm ứng dụng Google Classroom, hoặc cách khác là truy cập trực tiếp vào trang web classroom.google.com. Đây là giao diện khi thầy cô lần đầu truy cập vào Google Classroom. Ta bấm vào dấu cộng ở đây để tạo lớp học mới, đặt tên lớp học theo quy ước của mình, thêm các thông tin khác nếu cần thiết rồi bấm tạo lớp. Đây là giao diện tổng thể của lớp vừa mới tạo. Hình bìa của lớp được chọn ngẫu nhiên và thầy cô có thể sửa lại bằng cách chọn hình có sẵn theo chủ đề hay tải hình lên. Để thêm học sinh vào lớp chúng ta sẽ có hai cách. Với cách thứ nhất, ta bật phần mã lớp ở đây, copy gửi cho học sinh. Khi nhận được mã lớp, học sinh truy cập vào Google Classroom trên web hay trên ứng dụng điện thoại, chọn tham gia lớp học, chép mã lớp vào, đỡ xác nhận xong là xem như đã truy cập được vào lớp. Lúc này ở giao diện lớp học của giáo viên, thầy cô bấm vào thẻm mọi người và sẽ thấy học sinh đã được tự động thêm vào danh sách. Cách thêm học sinh này thì rất nhanh chóng nhưng có thể có một số tình huống phát sinh khiến thầy cô muốn thay đổi mã lớp này khi đó hãy bấm vào ký hiệu cài đặt ở phần cài đặt mã lớp ngoài hiển thị hay sao chép ta có thể chọn đặt lại để đổi mã số mới trong trường hợp mã lớp hiện tại có quá nhiều người lạ mặt biết được và cố tình xâm nhập vào lớp hoặc thầy cô có thể tắt đi trong trường hợp lớp đã đủ người và không cho phép học sinh mới dùng mã để tham gia vào nữa cách thứ hai để thêm học sinh vào lớp là ở thẻ mọi người ta bấm dấu cộng ở một danh sách học sinh và nhập email học sinh vào nếu muốn mời hàng loạt học sinh và đã có sẵn danh sách email thì chỉ cần copy toàn bộ danh sách email đó từ word hay excel và dán vào đây để thêm hàng loạt học sinh rồi bấm mời lúc này trong hộp mail của học sinh sẽ nhận được một email báo mời vào lớp như sau Học sinh chỉ cần bấm tham gia, xác nhận tài khoản đang dùng để tham gia lớp và thế là xong. Thầy cô nên yêu cầu học sinh đặt lại phần hiển thị họ tên của email để dễ theo dõi. Với danh sách học sinh đã có, thầy cô có thể chọn xóa thành viên hoặc chọn ẩn đi. Học sinh bị ẩn thì chỉ có thể nộp bài tập cho giáo viên và sẽ bị giới hạn hiển thị cũng như tương tác với các thành viên khác trong lớp. Nếu môn học có nhiều giáo viên dạy cùng, thầy cô còn có thể bấm mời thêm giáo viên khác vào để quản lý lớp. Ngoài ra còn có thể thêm địa chỉ email của phụ huynh và danh sách để liên lạc và thông tin cho phụ huynh. Tuy nhiên tính năng này có hay không là tùy vào gói tài khoản Google Suite mà trường học của thầy cô đã đăng ký. Một số lỗi thường gặp trong quá trình thêm học sinh vào lớp đó là Trường hợp 1 là học sinh đã nhập đúng mã nhưng vẫn bị báo sai và không vào lớp được. Trường hợp 2 là khi giáo viên thêm học sinh vào lớp đã nhập đúng email nhưng vẫn bị báo lỗi như sau. Cả hai trường hợp này nói chung là đều do sự không tương thích giữa tên miền tài khoản của giáo viên và học sinh theo quy định của Google hoặc do giới hạn gói tài khoản mà trường học các thầy cô đã đăng ký. Để khắc phục thì thầy cô nên tạo lớp học bằng email trường học có đuôi edu.vn hoặc liên hệ admin tài khoản của trường để được hỗ trợ. Giờ tiếp tục với giao diện chính của lớp học. Một luồng này là khu vực để thông báo trao đổi với lớp học bằng cách nhập nội dung, chia sẻ tài liệu từ Google Drive, chèn liên kết, Tải tập tin lên hay dẫn video từ YouTube. Khi đăng bài có thể chỉ định đối tượng nhận là lớp hiện tại hay các lớp khác trong Google Classroom. Chọn gửi hết cho cả lớp hay từng học sinh trong lớp. Có thể đăng ngay hay lên lịch để tự động đăng vào ngày giờ chỉ định. Sau khi đăng có thể chỉnh sửa, xóa, sao chép hay ghi lên đầu. Các thành viên trong lớp học khi nhìn thấy bài đăng có thể bình luận để phản hồi. Với các bài đăng và bình luận của học sinh tạo, thầy cô có thể chọn trả lời hay xóa đi hay ẩn học sinh phần luồng này sẽ giống như một bản tin chung tuy nhiên do nó cập nhật tất cả mọi hoạt động diễn ra trong lớp nên sẽ dễ gây loãng và khó tìm kiếm thông tin để dễ kiểm soát thì thầy cô nên bấm vào đây để tùy chỉnh lại ai là người được quyền đăng bài nhận xét bài có hiển thị tất cả thông tin mỗi khi có học sinh nộp bài trên luồng hay không nên chọn hiển thị thông báo thu gọn hoặc ẩn thông báo để dễ kiểm soát thông báo trên luồng ngoài ra có thể chỉ định có cho phép hiển thị các bài đăng đã xóa hay không bấm lưu lại cài đặt Giờ ta sẽ nói đến việc giao bài tập trên Google Classroom. Thầy cô có thể tạo bài tập, bài kiểm tra, trắc nghiệm, đặt câu hỏi, chia sẻ tài liệu, dùng lại bài tập đã giao cho các lớp khác, tạo chủ đề. Theo cách của cá nhân mình thì để về sau các bài tập và tài liệu của lớp học được sắp xếp có hệ thống dễ theo dõi hơn thì ngay từ đầu mình sẽ chọn vào tạo chủ đề, đặt tên chủ đề theo cấu trúc nội dung môn học hay hoạt động học. Có thể chia sẻ giáo trình và tài liệu tham khảo trong đề mục riêng hoặc theo từng nội dung học. Đó là về phần học liệu. Còn về phần bài tập, ta sẽ có các lựa chọn là tạo bài tập, tạo bài kiểm tra trắc nghiệm và tạo câu hỏi. Đầu tiên là cách tạo bài tập. Ở khung soạn thảo ta nhập tiêu đề bài tập, đi hướng dẫn làm bài nếu cần thiết. Nếu đã có sẵn file bài tập, thầy cô có thể tải lên file bài tập từ thư mục Google Drive của mình hay tải lên trực tiếp từ máy tính, Mọi định dạng file đều có thể tải được. Hoặc che một đường link hay video từ YouTube nếu chưa có sẵn file bài tập thì có thể tạo trực tiếp bằng bộ ứng dụng google ở đây ví dụ này mình đính kèm một file bài tập ngoài ra có thể thêm một đường link để tham khảo hay một video để xem thầy cô hãy lưu ý về quyền truy cập của học sinh với các file này mặc định thì học sinh chỉ có thể xem tệp ngoài ra có thể cho phép sửa tệp tuy nhiên trường hợp này thì ít dùng đến trong thực tế nếu file bài tập chỉ chứa câu hỏi thì ta cứ để tùy chọn chỉ xem cũng được còn nếu bài tập của thầy cô là dạng phiếu bài tập và muốn học sinh làm bài điền nội dung trực tiếp trên file của mình thì thầy cô cần tạo phiếu bài tập bằng các ứng dụng này của google ví dụ như google tài liệu sau đó chọn tạo bản sao cho mỗi sinh viên để người học có thể làm bài trực tiếp trên file này chứ không tự tải lên file mới sau khi chuẩn bị xong thầy cô chọn đối tượng giao bài tập có thể giao cho một lớp hay nhiều lớp cùng lúc giao cho cả lớp hay giao riêng cho từng học sinh trong lớp điều chỉnh thang điểm chọn mức điểm tối đa hoặc chọn không chấm điểm cho bài tập này xác định thời hạn làm bài ngày và giờ cụ thể chọn chủ đề tức phân loại bài tập này thuộc nhóm nội dung nào trong đề cương môn học ngoài ra ta có thể tạo tiêu chí chấm điểm bằng cách tạo bản tiêu chí mới dùng lại bản tiêu chí đã soạn hay nhập từ trang tính có sẵn ví dụ chọn tiêu chí mới thầy cô sẽ nhập lần lượt các tiêu chí và mức độ đánh giá của từng tiêu chí để chấm điểm ví dụ minh họa là như thế này việc tạo tiêu chí chấm điểm cụ thể như thế nào thì sẽ tùy vào nội dung yêu cầu của môn học và bài tập sau khi thiết lập xong cho bài tập thầy cô có thể bấm giao bài ngay hay lên lịch giao bài theo kế hoạch đó là dạng bài tập thông dụng nhất mà thầy cô có thể sử dụng Bài tập kiểm tra thì cũng giống như bài tập thông thường nhưng chỉ khác là khi chúng ta tạo bài tập kiểm tra thì nó sẽ đính kèm với một Google Form tức Google biểu mẫu đã tích hợp sẵn. Ta bật Google Form đã lên để soạn câu hỏi, chỉ định đáp án đúng sai, soạn phần giải thích cho đáp án, chọn mức điểm cho từng câu. Các thao tác và cách sử dụng Google Form thì mình sẽ không đi vào chi tiết ở đây. Nếu các thầy cô cần hướng dẫn cụ thể cách tạo bài trắc nghiệm trên Google Form thì mình sẽ có bài hướng dẫn ở video khác tại kênh này. Sau khi soạn xong bài trắc nghiệm trên Google Form thì thầy cô bổ sung thêm thông tin, đính kèm thêm các tập tin nếu cần thiết, chỉ định đối tượng, mức điểm, thời hạn, chủ đề, hoàn toàn giống như các tùy chỉnh ban nãy ở dạng bài tập thông thường. Đối với loại bài tập thứ ba là loại câu hỏi. Khác với hai loại trên thì học sinh không thể trả lời bằng cách đính kèm file hay tạo file trả lời, mà sẽ gõ trực tiếp vào khung trả lời luôn, Cách này sẽ phù hợp khi thầy cô muốn đặt một câu hỏi nhanh, đơn giản hay muốn thu thập ý kiến phản hồi của học sinh. Khi soạn thảo câu hỏi thì các tùy chỉnh khác như file đính kèm, đối tượng, mức điểm, thời hạn, chủ đề vân vân cũng giống như cũ. Nếu thầy cô chọn dạng câu trả lời ngắn thì sẽ tùy chỉnh lại có cho phép học sinh nhìn thấy và bình luận câu trả lời của nhau hay không. Có được chỉnh sửa lại câu trả lời của mình sau khi đã gửi hay không. Nếu muốn học sinh bình chọn hay khảo sát ý kiến thầy cô có thể chọn sang loại câu nhiều lựa chọn nhập các lựa chọn vào và tùy chỉnh có cho phép học sinh xem thống kê câu trả lời của cả lớp sau khi đã trả lời hay không như vậy là mình vừa giải thích về các loại bài tập và câu hỏi có thể tạo ở google classroom các bài tập sau khi đã tạo có thể sắp xếp lại vào đề mục và chủ đề theo hệ thống để theo dõi việc làm bài tập của học sinh thầy cô bấm vào cái bài tập đã giao để xem được thống kê trạng thái có bao nhiêu học sinh đã nhận bài và đã nộp bài để chấm điểm bài tập mở xem bài tập của từng học sinh đã nộp xem bài rồi chấm điểm ở đây để nhận xét cho bà làm có thể tô sáng để đánh dấu nội dung rồi bấm vào ký hiệu này để thêm nhận xét với các mẫu câu thường lặp lại, thầy cô có thể lưu vào mục ở đây là ngân hàng nhận xét để sau này có thể dùng lại nhanh chóng khi nhận xét bài của học sinh. Chấm điểm và nhận xét xong thì bấm trả bài để gửi kết quả cho học sinh. Học sinh sẽ nhận được ngay thông tin điểm số của mình. Như vậy với Google Classroom, thầy cô rất dễ dàng để theo dõi tiến độ nộp bài của lớp, ai đã nộp và chưa nộp bài cũng như tiến độ chấm bài, số lượng bài cần chấm của mình. Toàn bộ các file bài tập đã nộp của học sinh sẽ được lưu trong thư mục Google Drive đã tạo sẵn ở đây. Không chỉ các file bài tập mà tất cả dữ liệu của lớp học tại Google Classroom nói chung đều sẽ được lưu trữ tự động tại một thư mục tạo cùng tên ở Google Drive. Rất dễ dàng để xem lại hay tải xuống khi cần thiết. Để theo dõi bản điểm của cả lớp, ta bấm vào thẻ số điểm. Giao diện này sẽ thống kê điểm số của tất cả bài tập của học sinh trong lớp. Học sinh sẽ không nhìn thấy bản thông tin này ở giao diện của mình thầy cô bấm vào đây nếu muốn tùy chỉnh hiển thị cho bảng điểm. Chọn hệ thống chấm điểm, tính điểm theo tổng điểm hay theo trọng số điểm. Có cho phép hiển thị tổng điểm của học sinh hay không? Và thêm đề mục chấm điểm. Các thiết lập này sẽ tùy vào đặc điểm riêng của môn học và bài tập. Đó là các tính năng chính của Google Classroom dành cho giáo viên. Thông báo, chia sẻ, cung cấp tài liệu, giao bài tập, quản lý bài tập, chấm bài và trả bài, quản lý thành viên lớp học theo dõi kết quả học tập. Ngoài ra, nếu tài khoản Google Classroom của thầy cô đã được admin trường học bật hỗ trợ Google Meet, thì thầy cô có thể bấm tạo đường liên kết Meet. Lúc này trên trang bề sẽ hiện đường link Google Meet. Ta có thể bấm vào để tổ chức buổi học video trực tuyến bằng Google Meet. Chỉ giáo viên mới khởi tạo được buổi học video bằng Google Meet và mời học sinh tham gia. Việc tích hợp Google Meet có sẵn hay không sẽ tùy vào loại tài khoản mà thầy cô đang dùng. Google Classroom còn tích hợp sẵn với ứng dụng Google Lịch để thầy cô theo dõi lịch dạy, lịch bài tập, hay theo dõi tiến độ chấm trả bài của nhiều lớp học. Tất cả lớp học đã tạo sẽ hiện ở trang chủ. Thầy cô có thể chọn xem nhanh bảng điểm, mở thư mục Google Drive của từng lớp, di chuyển để xếp lại vị trí, chỉnh sửa thông tin lớp, sao chép lớp hay lưu trữ lớp. Khi ta chọn lưu trữ lớp thì không phải là lớp sẽ bị xóa đi hẳn mà chỉ được ẩn đi. Ta có thể chọn vào một đã lưu trữ để khôi phục lại bất cứ lúc nào hoặc quyết định xóa đi hoàn toàn. Một cài đặt nữa mà theo kinh nghiệm sử dụng cá nhân của mình thầy cô cần lưu ý là việc nhận thông báo qua email từ Google Classroom. Mặc định thì mọi hoạt động diễn ra trên lớp học đều được gửi email thông báo cho thầy cô. Nếu cảm thấy phiền phức vì nhận quá nhiều email không cần thiết thì thầy cô có thể tùy chọn tắt bớt các thông báo khi có người bình luận, khi có học sinh mới nộp bài, sửa bài, khi có phản hồi của giáo viên cùng bài dạy, khi bài đăng đã thực hiện theo lịch hay chọn bật tắt thông báo dành riêng cho từng lớp. Như vậy là mình đã hướng dẫn đầy đủ cho thầy cô cách sử dụng các thao tác và tính năng cơ bản của Google Classroom. Nếu thầy cô sử dụng Google Classroom bằng ứng dụng trên điện thoại thì giao diện và các chức năng cũng tương tự. Nếu thầy cô vẫn cần hướng dẫn thêm thì mình sẽ thực hiện ở một video khác. Chúc các thầy cô sử dụng Google Classroom hiệu quả trong công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.